Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi ở cái phân khúc các hạng cao cấp quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sedona. Thưa với quý vị và các bạn, ở Kia Sedona thì chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, nó có phiên bản máy xăng và phiên bản máy dầu. Và hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Sedona ở cái phiên bản 2.2 máy dầu và là cái phiên bản Platinum quý bạn nhé, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi quý bạn nhé, có thể nói đây là cái phiên bản này, luxury đầy đủ đồ rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì được trang bị rất là nhiều option, từ khóa đồng minh, đề nổ, start top, ghế điện, cửa điện, tất cả là dùng điện hết quý bạn nhé. Từ ghế điện thì có cả là nhớ ghế này, rồi cửa điện thì có thể là điều khiển được trên khóa này, điều khiển bằng nút bấm này, cốp sau cũng là cốp điện quý vị và bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị thêm là những cái option, ví dụ như là màn hình camera lùi, cảm biến quanh xe, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sấy ghế, sấy vô lăng, hai cửa nóc và gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, cảnh báo vượt và hệ thống an toàn 10 túi khí quý vị bạn nhé. Phiên bản này là không thiếu cái gì nữa. Và nhìn đằng trước này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, hệ thống đèn là full led, đèn pha bi xê nông này, đèn led daylight này, đèn gầm này, cảm biến trước đầy đủ hết rồi quý vị bạn ạ. Riêng về những chiếc xe Kia thì quý vị bạn biết rồi đấy, option thì không thiếu cái gì cả, đầy đủ hết rồi. Đấy, và chắc chắn với quý vị bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2019 luôn và đã lăn bánh được 3.8 km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 1.028.000.000 quý vị bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe và nhận xe thôi ạ. Còn số tiền còn lại là 70%, quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sedona 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sedona Platinum 2019 này. Mời quý vị và các bạn.